Hồ Duy Hải vụ án làm rung chuyển chế độ. Luật sư Trần Hồng Phong cho biết không loại trừ cạnh tranh chính trị trong vụ án Hồ Duy Hải. Phiên giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải, người bị kết án hai tội danh bao gồm giết người và cướp tài sản 12 năm trước, diễn ra vào sáng ngày 6 tháng 5 tại Tòa án Nhân dân tối cao ở Hà Nội. Vào cuối năm 2014, Hồ Duy Hải đã suýt nữa thì bị thi hành án tử hình. Việc hoãn thi hành án tử hình chỉ được thực hiện trước đó một ngày nhờ sự can thiệp của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang sau khi nghe trình bày qua điện thoại của luật sư Trần Văn Tạo. Phiên xử dự kiến kéo dài trong 3 ngày, từ mùng 6 đến mùng 8 tháng 5 năm 2020, do chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình làm chủ tọa. Hồ Duy Hải không được triệu tập như hai phiên tòa trước, do đây là một phiên xử chủ yếu, xử trên hồ sơ, nhưng luật sư Trần Hồng Phong, người bào chữa chính cho Hồ Duy Hải, được mời tham dự. Đây là bài trên báo Tuổi Trẻ và Đời Sống số 360 ngày 29 tháng 1 năm 2015 với tựa đề Hé lộ lời nhắn, đừng trách tôi đứng ra tuyên án tử hình Hồ Duy Hải, hãy trách người xúi tôi xử. Rất nhiều sự kỳ lạ sau vụ án, đặc biệt là 4 người tham gia trong vụ án Hồ Duy Hải đều bị đột thử, trong đó có 3 công an và 1 kiểm soát viên cao cấp. Ông kiểm soát viên này lại là bạn học của người dì ruột Hồ Duy Hải và là người có lời nhắn kỳ lạ nêu trên. Trả lời đài tiếng nói BBC từ London qua điện thoại vào hôm 6 tháng 5, Hồ Thu Thủy, em gái của Hồ Duy Hải, cho hay cô và mẹ cô đã từ quê nhà ra Hà Nội trước đó một ngày, nhưng hai mẹ con cô không được vào phòng xử, cũng không được đứng gần cổng tòa án. Hiện tôi và mẹ đang đứng cách cổng tòa có vài chục mét, có rất đông an ninh sắc phục bảo vệ quanh tòa, các phóng viên tới tác nghiệp cũng rất khó khăn, Thủy nói. Và mẹ tôi cũng đang rất căng thẳng, lo lắng, không biết phiên tòa giải quyết theo hướng nào vì không được vào cũng không được xem qua màn hình. Hồ Thu Thủy cho hay, lần gần đây nhất gia đình gặp Hồ Duy Hải là cách đây 3 tháng, đó là hôm 14 tháng 2 năm 2020. Khi đó Hải đã khỏe và tinh thần phấn chấn lên đôi chút, vì gia đình thông báo mọi người đang nỗ lực minh oan cho Hải. Gia đình cũng chưa có dịp thông báo với Hải rằng phiên giám đốc thẩm sẽ được mở vào ngày 6 tháng 5 và cũng không biết trại giam có cho Hải biết hay không, Thu Thủy đã nói với đài tiếng nói BBC tại London như vậy. Và sau mỗi phiên xét xử, luật sư Trần Hồng Phong sẽ thông báo cho gia đình về nội dung nhưng không gặp mặt trực tiếp trong suốt thời gian này để đảm bảo tính khách quan. Hiện nay, gia đình đã tạm gác hết mọi công việc để lo cho anh Hải và tôi mong phiên xử này thẩm phán phải xem xét thấu đáo, công tâm. Nếu Hồ Duy Hải bị oan thì phải trả lại tự do cho Hồ Duy Hải. Mong người hướng về phiên tòa để đòi lại công bằng, công lý cho Hồ Duy Hải, Thu Thủy đã nói như vậy. Phiên giám đốc thẩm khác gì với các phiên tòa khác? Đây cũng là một câu hỏi được đặt ra. Đây là hình ảnh luật sư Trần Hồng Phong, người theo đuổi vụ án Hồ Duy Hải suốt 12 năm. Theo phân tích của tác giả Võ Văn Quản trên tạp chí Luật Khoa, giám đốc thẩm là thủ tục tố tụng hình sự đặc biệt nhằm xem xét lại bản án, quyết định của tòa án đã có hiệu lực pháp luật nhưng bị kháng nghị vì phát hiện có vi phạm pháp luật nghiêm trọng trong việc giải quyết vụ án. Giám đốc thẩm không xem xét lại sự thật khách quan của vụ án, nó chỉ được xem xét trên cơ quan tiến hành tố tụng có sai sót trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử hay không. Trước đó, trả lời phỏng vấn của BBC tại London, vào hôm 14 tháng 11, luật sư Trần Hồng Phong nói tình huống tốt nhất cho Hồ Duy Hải là Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm theo hướng hủy án, điều tra lại như kháng nghị của Viện Kiểm soát Nhân dân tối cao. Sau đó, trong quá trình điều tra, đi đến kết luận là không đủ căn cứ buộc tội Hồ Duy Hải hoặc tìm ra một nghi can khác. Luật sư Phong cho hay đã có sự vi phạm và sai phạm một cách cố ý của các cơ quan tiến hành tố tụng trong tất cả các giai đoạn của quá trình giải quyết vụ án. Ông nói rằng tại cả hai phiên xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan. Dựa trên hồ sơ, vụ án và các bằng chứng thu thập được, luật sư Phong đánh giá rằng việc kết tội Hồ Duy Hải tính đến thời điểm này là không có căn cứ, có thể dẫn đến oan sai và bỏ lọt tội phạm. Ông Phong cũng nói các cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ qua chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải là kết quả giám định dấu vân tay. Bên cạnh đó, dù quy kết Hải dùng dao và thớt sát hại nạn nhân, nhưng cơ quan điều tra không hề thu giữ được tang vật nào như vậy ở hiện trường, mà lại cho người ra mua dao và thớt ở chợ để minh họa cho hành vi phạm tội của Hải. Ngoài ra còn rất nhiều điểm vô lý và mâu thuẫn khác, cũng như có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án.
Luật sư Phong cho hay ông đã trực tiếp đi xác minh và gặp nhiều nhân chứng, trong đó có ông Đinh Vũ Thường là người mà cơ quan điều tra cho rằng đã nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu điện. Nhưng ông Thường khẳng định mình chỉ nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận dạng. Đây là hình ảnh bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, kêu oan cho con khóc nức nở trước bờ hồ Hà Nội. Sau lưng là tấm bia ghi tên Lý Thái Tổ. Bà Nguyễn Thị Loan đã đi khắp nơi để kêu oan cho con suốt 12 năm trời. Bà phải bán ngôi nhà đang ở đi và đi ở nhờ nhà anh trai. Ngoài ra, toàn bộ thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Nghị là người yêu của nạn nhân Hồng từng bị triệu tập, sau đó được thả, đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án. Dù từng bị xem là nghi can, hàng đầu vẫn theo luật sư Lê Hồng Phong. Còn bà Nguyễn Thị Loan, mẹ của Hồ Duy Hải, từng nói với đài BBC rằng từ 12 năm qua, từ một bà mẹ thôn quê hiền lành, chất phác, bà đã trở thành một người đàn bà dữ dằn, lúc nào cũng đi tới đi lui, bỏ bà mẹ già hơn 90 tuổi ở nhà để đi kêu gào công lý cho Hải. Diễn tiến của vụ án Hồ Duy Hải do luật sư Trần Hồng Phong tóm lược. Trong đêm ngày 13 tháng 1 năm 2008, tại bưu điện Cầu Voi, huyện Thủ Thừa, tỉnh Long An, đã xảy ra một vụ giết người. Nạn nhân là hai nữ nhân viên Nguyễn Thị Ánh Hồng, 22 tuổi và Nguyễn Thị Thu Vân, 21 tuổi, bị giết hại dã man, tức là cắt cổ, ở khu vực cầu thang phía sau. Tại hiện trường, cơ quan điều tra thu được nhiều dấu vân tay của hung thủ. Cơ quan điều tra đã triệu tập nhiều nghi can, trong đó có một người tên là Nguyễn Văn Nghị, là người yêu của nạn nhân Hồng. Tuy nhiên, sau đó tất cả đều được thả. Hơn 2 tháng sau, vào ngày 21 tháng 3 năm 2008, Hồ Duy Hải, một thanh niên ở nhà ở cách bưu điện Cầu Voi khoảng 2 km bị bắt giữ. Đây là hình ảnh tử tù Hồ Duy Hải tại phiên tòa phúc thẩm tại thành phố Hồ Chí Minh vào ngày 28 tháng 4 năm 2009. Sau đó Hồ Duy Hải đã bị truy tố và đưa ra xét xử về hai tội giết người và cướp tài sản. Cả hai phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm đều tuyên án tử hình đối với Hồ Duy Hải về tội giết người. Theo cáo buộc của cơ quan tiến hành tố tụng, Hồ Duy Hải đã dùng dao và thớt có tại bưu điện để sát hại hai cô gái. Thời gian gây án vào lúc 20 giờ 30 phút tối và nhân chứng Đinh Vũ Thường là người đã nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại bưu điện vào lúc 19 giờ 39 phút ngay trước khi gây án. Tuy nhiên, tại cả hai phiên xét xử sơ thẩm và phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan. Theo các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải, trong đó có tôi, tức là luật sư đã nói, cho rằng việc kết tội Hồ Duy Hải tính đến thời điểm này là không có căn cứ, có thể dẫn đến oan sai và bỏ lọt tội phạm như hung thủ là người khác chẳng hạn. Cụ thể, các cơ quan tiến hành tố tụng đã bỏ qua chứng cứ ngoại phạm của Hồ Duy Hải là kết quả giám định dấu vân tay, tức là kết luận dấu vân tay tại hiện trường không trùng khớp với vân tay của Hồ Duy Hải. Trong khi điều này cho thấy chắc chắn hung thủ hoặc ít nhất tại hiện trường phải có một người khác. Mặt khác, dù quy kết Hải dùng dao và thớt sát hại nạn nhân, nhưng khi khám nghiệm hiện trường, cơ quan điều tra đã không hề thu được tang vật nào như vậy. Mà chỉ sau khi bắt được Hải thì cho người ra chợ mua dao và thớt để minh họa cho hành vi của tội của Hải. Ngoài ra còn rất nhiều điểm vô lý và mâu thuẫn khác, cũng như có dấu hiệu làm sai lệch hồ sơ vụ án. Sau khi bị tuyên án tử hình, trong tù Hải kêu oan. Ở ngoài thì mẹ Hải là bà Nguyễn Thị Loan chạy nhờ luật sư làm đơn kêu oan cho con mình. Trong giai đoạn này, có ba luật sư chính là Nguyễn Văn Đạt, cũng là người bảo chữa cho Hải tại các phiên tòa xét xử trước đây. Tôi và luật sư Trần Văn Tạo, nguyên phó giám đốc Công an thành phố Hồ Chí Minh. Luật sư Trần Hồng Phong đã kể như vậy. Đây là hình ảnh bưu điện Cầu Voi, nơi xảy ra án mạng, nay đã bị bỏ hoang. Luật sư Phong nói tiếp, bản thân tôi trong quá trình này đã trực tiếp đi xác minh và gặp nhiều nhân chứng, trong đó có anh Đinh Vũ Thường là người mà cơ quan điều tra cho rằng đã nhìn thấy Hồ Duy Hải tại bưu điện. Anh Thường khẳng định mình chỉ nhìn thấy một thanh niên và không thể nhận dạng. Điều này chứng tỏ cơ quan điều tra đã bịa đặt ra tình tiết anh Thường nhìn thấy Hồ Duy Hải. Tôi cũng nhận thấy rất bất thường khi toàn bộ những thông tin về đối tượng Nguyễn Văn Nghị đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án, chỉ còn đúng một chữ Nghị trong bản hỏi cung. Trong khi đây là một nhân vật từng bị xem là nghi can hàng đầu, báo chí đăng rất chi tiết khi vụ án vừa xảy ra. Theo đó, tôi đã hỗ trợ gia đình Hồ Duy Hải lần lượt làm các đơn đề nghị giám đốc thẩm từ năm 2011, đơn tố giác đối tượng Nguyễn Văn Nghị từ năm 2015, tố cáo làm sai lệch hồ sơ vụ án từ năm 2017, gửi đến Tòa án Nhân dân tối cao và Viện Kiểm sát Nhân dân. Đề nghị giám đốc thẩm kêu oan cho Hồ Duy Hải. Ghi chú để đại tránh hiểu sai, ngoài tôi còn có luật sư Nguyễn Văn Đạt cũng làm đơn đề nghị giám đốc thẩm và có thể có luật sư nào khác nữa mà tôi không biết, ông nói. Cuối năm 2014, Hồ Duy Hải đã suýt nữa thì bị thi hành án tử hình. Sau gần 12 năm kiên trì gửi đơn kêu oan cho con,
Cuối cùng vào ngày 22 tháng 11 năm 2019, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đã có quyết định kháng nghị giám đốc thẩm. Nội dung phân tích lý do dẫn đến án kháng nghị giám đốc thẩm hầu như trùng khớp với những phân tích và kiến nghị của các luật sư. Như vậy, về vấn đề pháp lý then chốt trong vụ án này là để kết tội được Hồ Duy Hải, phía cơ quan điều tra sắp tới đây là giải quyết được những mâu thuẫn nói trên hoặc tìm ra chứng cứ mới chứng minh Hồ Duy Hải hay một ai khác là thủ phạm thật sự. Vì đây là một vụ án giết người nên phải có hung thủ. Tôi cho rằng việc vụ án được kháng nghị giám đốc thẩm là sự tổng hợp của rất nhiều nguyên nhân. Trước hết là áp lực từ cộng đồng mạng xã hội, cơ quan báo chí, gia đình Hồ Duy Hải và các luật sư qua đơn từ, mong muốn có một sự công bằng, tiệm cận công lý từ các văn bản lưu ý của các tổ chức quốc tế, Ủy ban Nhân quyền Liên Hợp Quốc. Có người nói với tôi rằng thậm chí có thể từ sự cạnh tranh chính trị của các quan chức cấp cao, và tôi không loại trừ khả năng này. Bất luận thế nào thì việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao thực sự là một tin vui, luật sư Trần Hồng Phong nhận định. Luật sư có thể phác họa ra một vài kịch bản sở dĩ có thể xảy ra cho vụ án, từ tốt nhất đến xấu nhất không? Đài BBC tại London đã đặt câu hỏi. Luật sư Trần Hồng Phong nói, theo tôi, tình huống tốt nhất cho Hồ Duy Hải là Tòa án Nhân dân tối cao ra quyết định giám đốc thẩm theo hướng hủy án, điều tra lại như kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Sau đó, trong quá trình điều tra đi đến kết luận là không đủ căn cứ buộc tội Hồ Duy Hải hoặc tìm ra một nghi can khác, cơ quan điều tra sẽ ra quyết định đình chỉ vụ án, đình chỉ bị can đối với Hồ Duy Hải, tức là Hồ Duy Hải vô tội và đã bị kết án oan. Cá nhân tôi tin tưởng đây là một khả năng rất cao, nhất là nếu cơ quan điều tra tôn trọng nguyên tắc suy đoán vô tội. Đây là hình ảnh sáng ngày 6 tháng 5, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử theo thủ tục giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Còn trường hợp xấu nhất, nói thật tôi không nghĩ tới và cũng không tin sẽ xảy ra. Vì tôi là người đã nghiên cứu rất sâu về hồ sơ này, nên tôi có cơ sở để tin rằng hung thủ thật sự không phải là Hồ Duy Hải, ít nhất là theo kết quả điều tra đến thời điểm hiện nay. Nếu nghĩ sâu đi, tôi đã không cố gắng kêu oan cho Hồ Duy Hải như đã từng làm nhiều năm qua. Phóng viên Đài BBC London hỏi tiếp, trong thời gian hỗ trợ pháp lý cho Hồ Duy Hải, luật sư có được tiếp xúc đầy đủ với các thân chủ để bào chữa, có điều kiện cố vấn tốt nhất cho Hồ Duy Hải hay không? Luật sư Trần Hồng Phong nói, thật đáng ngạc nhiên là tôi và các luật sư bào chữa cho Hồ Duy Hải ở giai đoạn kêu oan hiện nay đều không được gặp Hồ Duy Hải trong suốt thời gian qua, mặc dù đã có đơn đề nghị. Nói một cách khác, khách quan thì luật sư bị hạn chế rất nhiều và kém hiệu quả khi không được tiếp xúc, trao đổi với thân chủ. Mặc dù về lý thuyết theo quy định thì đây là một quyền của luật sư. Trên thực tế, các luật sư cũng không được tiếp cận đầy đủ hồ sơ vụ án. Nhiều tài liệu đã bị rút khỏi hồ sơ vụ án, chẳng hạn như nay tôi đọc kháng nghị của Viện Kiểm sát, tôi mới biết là Hồ Duy Hải có bản khai không nhận tội vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, ngay trước khi bị bắt. Lâu nay tôi có nghĩ bản khai này, tức là 21 tháng 3 năm 2008, là bản khai đầu tiên của Hồ Duy Hải. Đài BBC hỏi tiếp, 12 năm là một chặng đường rất dài. Tại sao cần phải một thời gian dài như thế để giải quyết một vụ án bằng đề nghị điều tra lại từ đầu? Điều này cho thấy điều gì về ngành tư pháp của Việt Nam? Luật sư Trần Hồng Phong nói tiếp, đây là một câu hỏi mà tôi muốn chuyển cho các cơ quan tiến hành tố tụng, cơ quan tư pháp của Việt Nam. Tôi chỉ nói ngắn gọn là việc để kéo dài quá lâu như vậy là không thể chấp nhận được và cũng vi phạm nghiêm trọng các quy định của pháp luật Việt Nam về thời gian giải quyết đơn tố giác cũng như vấn đề trách nhiệm và thực thi trách nhiệm của các cơ quan tố tụng. Vụ án Hồ Duy Hải là một điển hình về thực trạng này. Là một luật sư đã có gần 20 năm hành nghề, tôi thật sự thấy rất buồn khi nói về thực trạng của ngành tư pháp Việt Nam lúc này. Nói một cách đơn giản là đã không vận hành và thực hiện theo đúng quy định của pháp luật. Từ đó dẫn đến sự mất niềm tin của người dân và sự công minh và khách quan của tòa án, Viện Kiểm sát, công an. Thật nguy hiểm khi sự vi phạm pháp luật của không ít cán bộ chức năng tư pháp lại nhân danh pháp luật dẫn đến những hậu quả oan sai và ảnh hưởng đến uy tín của ngành tư pháp. Luật sư Trần Hồng Phong đã đưa ra kết luận như vậy. Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án bưu điện Cò Voi, công an tỉnh Long An đúng là trung dùng kiên cường quá. Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức họp báo liên ngành tổng kết về vấn đề kinh tế và xã hội của tỉnh trong 6 tháng đầu năm vào chiều ngày 3 tháng 7 năm 2020, trong đó trọng điểm vẫn là vụ án bưu điện Cò Voi và Hồ Duy Hải. Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, Đại tá Phạm Thanh Tâm, nói y chang như ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã nói, đúng là càn khô lời. Sau đây chúng tôi xin được trích dẫn buổi họp báo liên ngành của Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An. Tỉnh Long An sẽ xử lý cán bộ điều tra sai sót, dù sai nhưng không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án.
người phát ngôn Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Công an tỉnh Long An đã thông tin một số nội dung về quan điểm của các đơn vị này đối với vụ án của Hồ Duy Hải. Chiều ngày 3 tháng 7 năm 2020, trong buổi họp báo thông tin tình hình kinh tế, xã hội 6 tháng đầu năm và chương trình công tác 6 tháng cuối năm 2020 do Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An tổ chức, nhiều phóng viên đặt câu hỏi đến Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An và Công an tỉnh Long An về quan điểm đối với vụ án xảy ra tại bưu điện Cầu Voi khiến hai nữ nhân viên bưu cục thiệt mạng vào năm 2020. Và ông Nguyễn Thành Vượng, Chánh Văn phòng Đoàn đại biểu Quốc hội, Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân tỉnh Long An cho biết vụ án này đã kéo dài rất lâu. Trước đây sau khi vụ án xảy ra thì cơ quan tiến hành tố tụng của tỉnh đã xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Theo hành vi của bị cáo Hồ Duy Hải, bị cáo đã bị tuyên án tử hình. Sau đó bị cáo kháng nghị, kết quả phúc thẩm vẫn y án theo bản án sơ thẩm và phúc thẩm. Tử hình Hồ Duy Hải theo tội danh giết người và cướp của. Theo quy trình tố tụng, nếu tử hình thì phải qua thủ tục kháng nghị của chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Tỉnh Long An đã báo cáo lên để xem xét. Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao và Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao không kháng nghị giải quyết theo trình tự giám đốc thẩm. Tiếp đó đến quy trình Chủ tịch nước xem xét ân giảm theo quy định. Nhưng sau khi giả soát, Chủ tịch nước đã bác đơn ân xá. Sau đó đến thời điểm thay đổi luật thi hành án tử hình bằng thuốc độc nên vụ án bị gián đoạn. Trong quá trình này, gia đình có kêu oan, báo chí cũng nêu nhiều đoàn của Trung ương về kiểm tra vụ án này. Cho đến khi Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao kháng nghị lại vụ án, đề xuất xem lại, theo trình tự thủ tục giám đốc thẩm, vụ án đã được Tòa án Nhân dân tối cao xét xử lại theo trình tự giám đốc thẩm và đã tuyên không chấp nhận kháng nghị của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao. Hiện nay theo quy định của pháp luật, vụ án vẫn đang có hiệu lực thi hành, nhưng theo như được biết, vụ án đang được cấp có thẩm quyền cao hơn xem xét lại. Đối với tỉnh Long An, chúng tôi vẫn đang chờ cấp có thẩm quyền xem xét. Còn nếu cấp có thẩm quyền trả lời, không có điều gì khác, chúng tôi sẽ thực hiện y án theo bản án đã có hiệu lực pháp luật. Trong khi đó, trả lời thêm về hướng xử lý đối với các sai sót xảy ra trong quá trình điều tra vụ án, Đại tá Phạm Thanh Tâm, Phó Giám đốc Công an tỉnh Long An, cùng thừa nhận quá trình điều tra vụ án đã có những sai sót trong khi điều tra thu thập tài liệu chứng cứ. Tuy nhiên, những sai sót này không ảnh hưởng đến bản chất của vụ án. Riêng đối với những cán bộ đã tham gia điều tra, xử lý vụ án có những sai sót, hướng tới cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An sẽ tổ chức kiểm điểm, xử lý theo quy định của ngành và theo quy định của pháp luật, Đại tá Phạm Thanh Tâm nói. Theo nhiều ý kiến cho rằng, tại sao các cơ quan chức năng của tỉnh Long An, các ông không giải thích rõ ràng tại sao lại tiêu hủy vật chứng quan trọng, cụ thể là ai đã cho tiêu hủy, tại sao phải rút bớt các lời khai nhân chứng, nghi can Nguyễn Văn Nghị là ai, giờ đang ở đâu. Công an điều tra mà điều tra có sai sót nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án, nghe nó thúi hơn cả phân, vậy mà họ vẫn a dua theo xài. Vậy đất nước của chúng tôi có công an, có điều tra và tòa án để làm gì? Để người dân tự xử với nhau thì hơn. Cơ quan điều tra Công an tỉnh Long An và Tòa án Nhân dân tối cao là chung một ruột. Tụi nó cố tình tìm mọi cách để giết chết bằng được Hồ Duy Hải, kể cả Hồ Duy Hải không giết người, kể cả Hồ Duy Hải có chứng cứ ngoại phạm, kể cả dấu vân tay thu được tại hiện trường không phải là của Hồ Duy Hải. Thì là của ai thì chúng nó lại không nói. Nói tóm lại, chúng nó sẽ tìm đủ mọi cách để Hồ Duy Hải phải chết. Càng theo dõi càng bức xúc, chẳng lẽ đành chỉ buông xuôi với cách xử lý của vụ án như vậy. Có cảm giác toàn bộ hệ thống từ công an đến tòa án đang muốn thách thức người dân và họ cho rằng họ có quyền giết ai thì giết mà không cần phải căn cứ vào bộ luật tố tụng hình sự. Bản chất của vụ án có khách quan hay không? Sự thật của vụ án nói lên tính chất khách quan của bản chất. Vậy đi tìm cái sự thật của vụ án chứ không phải là tìm bản chất của vụ án. Vì khi sự thật của vụ án được sáng tỏ thì bản chất của vụ án mới được định hình. Khi sự thật chưa sáng tỏ, sao lại mặc định bản chất vụ án Hồ Duy Hải là hung thủ? Cơ quan chức năng của tỉnh Long An biện luận một cách quá tào lao. Những sai sót ngày càng phát hiện ra nhiều. Cái kim trong bọc giờ bắt đầu lòi ra sau hơn 12 năm nằm yên. Những sai sót này có dấu hiệu của sự cố ý, chứ không phải là vô ý. Bởi những sai sót bỏ rơi ra khỏi hồ sơ rất cơ bản và bắt buộc phải truy tìm nó trong bất kỳ một vụ án hình sự nào. Bây giờ bắt đầu sợ cái luật này rồi. Nếu thằng nào đó giết người rồi nó thuê một thằng nhận tội là xong, đâu cần phải chứng cứ gì. Thực sự các bạn ạ, nghĩ sâu vào, chúng ta đang bị đe dọa vì chính những lời phát biểu này. Luật bảo vệ người hay những kẻ hở cho sát nhân, bản án này được thực thi, chúng ta phải cẩn thận. Các bạn không đùa được đâu. Đúng sai phải đúng người đúng tội,
đừng để án oan, đừng để lấy thân xác người khác để lót đường thay cho kẻ tội ác. Miễn sao đúng người đúng tội để cho dân tin, đừng vì lợi ích cá nhân, đừng vì bản chất để cho người chết oan. Nếu là án oan, hãy trả người con về với người mẹ, bao năm khóc ròng vì thương nhớ con nơi chốn lao tù. Nếu xử đúng thì theo quy định của ngành và pháp luật, e rằng phải truy tố từ thủ trưởng cơ quan điều tra đến các điều tra viên, bởi đã bỏ qua những quy định chặt chẽ về tăng chứng vật chứng mà bất kỳ một vụ án hình sự án mạng nào cũng phải thu thập, lưu giữ bảo quản như bảo quản con người trong mắt mình. Có điều tra mới có cáo trạng, rồi mới có cái cho tòa xử. Đi cùng một xuồng mà nói cơ quan điều tra bị sai rồi thì tòa án đúng với ai đây? Như vậy không đoàn kết, không nhất trí, dễ bị địch lợi dụng chống phá. Do đó chỉ khi nào thấy cái xuồng đó đi thẳng xuống hố sâu thì mới chúng ta sai rồi nhỉ, cố gắng rút kinh nghiệm lần sau giết nhanh, giết gọn, giết vững chắc để cho chúng nó khỏi kêu la ồn ào. Kính thưa quý vị và các bạn, vụ án Hồ Duy Hải có thể đi vào hồi kết. Phiên giám đốc thẩm diễn ra từ ngày 6 đến ngày 8 tháng 5 năm 2020 đã đóng lại cánh cửa tự do của Hồ Duy Hải và tiếp tục đóng sập cửa hy vọng của người mẹ đã 12 năm đi tìm công lý cho người con. Nhiều người mong công lý được thực thi, nhìn ở góc độ nào cũng đúng. Nếu Hồ Duy Hải thực sự có tội thì đây là lúc anh ấy phải nhận bản án nghiêm khắc. Nếu Hồ Duy Hải vô tội, hãy trả tự do cho Hồ Duy Hải, hãy trả tự do ngay cho anh ấy, đoàn tụ với mẹ và người em gái. Ác giả ác báo, người làm ác phải chịu tội là chân lý muôn đời. Nhưng nếu người làm ác có nhiều tiền, nhiều mối quan hệ, người thiện lương phải thế mạng là đã thường xảy ra trong cái xã hội này. Trong vụ án Hồ Duy Hải có một số chuyện xảy ra mà người ta lý giải rằng ông trời đang trừng phạt kẻ ác, những kẻ nhân tâm đẩy chàng trai trẻ vô tội vào chốn ngục tù. Những câu chuyện dưới đây tạo thành một màn sương mờ ảo, tuy có thể không liên quan đến vụ án nhưng cũng làm cho người ta suy nghĩ nhiều về tâm linh và tình trạng xã hội hiện nay. Luật sư Trần Hồng Phong, người bào chữa cho bị cáo Hồ Duy Hải, đã nêu trong bài viết đăng trên blog của mình về hiện tượng ngẫu nhiên kỳ lạ. Bốn người tham gia trong vụ án Hồ Duy Hải đều bị đột tử. Có nhiều lời đồn đoán về hiện tượng này với những suy diễn khác nhau. Trong đó có suy đoán đây là luật nhân quả, ác giả ác báo. Nhân chứng bí ẩn đoán được lời khai của Hải trước tòa. Tuy là công tố viên nhưng Nguyễn Thanh Hải có vai trò quan trọng trong vụ án bởi là nhân chứng. Tuy nhiên sự xuất hiện của Thanh Hải trong vụ án lại rất bí hiểm. Trong tất cả các bản án ghi nhận lời khai của Hồ Duy Hải trong giai đoạn điều tra, bị cáo Hồ Duy Hải đều nhận tội. Nhưng khi ra tòa sơ thẩm, lần đầu tiên bị cáo Hồ Duy Hải công khai kêu oan, trả lời câu hỏi của tòa nếu không giết người, vì sao biết được diễn tiến của vụ án? Bị cáo Hồ Duy Hải giải thích là do nghe công an viên Nguyễn Thanh Hải kể lại toàn bộ vụ án nên thuật lại. Ngay lập tức, đại diện viện kiểm sát lấy ra tờ cam kết của công an Nguyễn Thanh Hải với nội dung khẳng định không có tiếp xúc nói chuyện với Hồ Duy Hải về diễn tiến của vụ án. Điều kỳ lạ bí hiểm ở đây là vì sao công an tỉnh Long An đoán được Hồ Duy Hải sẽ kêu oan và nêu lý do nghe công an Nguyễn Thanh Hải kể lại để chuẩn bị sẵn tờ cam kết ấy. Bí ẩn nữa là bản cam kết này dù được xem như là bằng chứng bác bỏ lời kêu oan của Hồ Duy Hải, nhưng sai quy trình thực hiện thu giữ bằng chứng theo quy định lại được tòa án Long An chấp nhận. Kỳ lạ hơn, khi đã chấp nhận như một bằng chứng nhưng lại không được tòa cập nhật vào hồ sơ vụ án và đến nay đã không còn dấu vết. Tại phiên tòa phúc thẩm, chi tiết này đã được nhắc lại trong phần xét hỏi, nhưng rất tiếc, tòa đã không triệu tập nhân chứng Nguyễn Thanh Hải để tiến hành đối chất. Năm 2010, Nguyễn Thanh Hải bị chết vì tai nạn giao thông ngay trên đường từ tỉnh lộ vào trụ sở Ủy ban Nhân dân và Công an xã. Cái chết bất ngờ của công an Nguyễn Thanh Hải làm câu hỏi vì sao viện kiểm sát đoán trước câu trả lời của Hải trước phiên tòa để chuẩn bị bản cam kết rơi vào ngõ cụt. Nếu đưa video ra thì cứu một người nhưng sẽ chết rất nhiều người. Qua nhiều sai sót nghiêm trọng và đáng ngạc nhiên của Viện Kiểm sát Long An trong vụ án Hồ Duy Hải, nhiều người tin rằng Hải không phải là hung thủ mà là một người khác có mối quan hệ thân thiết với một quan chức cấp cao trong chính phủ. Nghi phạm đầu tiên và duy nhất người ta nghĩ đến là Nguyễn Văn Nghị. Nguyễn Văn Nghị là nghi can quan trọng của vụ án, được báo chí đề cập rất nhiều trong thời gian đầu, nhưng đột nhiên tên hắn không còn bị nhắc nữa và Nghị cũng đã biến khỏi địa phương từ đó đến nay. Và bất ngờ lại có một người tên Nguyễn Hữu Nghị lại được công an tỉnh Long An nhắc tới thay cho Nguyễn Văn Nghị. Trong bài phân tích trên báo Một Thế Giới, tác giả Anh Vũ cho rằng Nghị có nhiều khả năng phạm tội vì có quan hệ tình cảm khá sâu đậm và công khai với nạn nhân Hồng. Nghị còn nghiện ma túy, có mối quan hệ nam nữ phức tạp, đã biết Hồng có người yêu là Nguyễn Mi Son, lại trong tình trạng tâm lý ghen tuông, nóng giận
ra tay sát hại Hồng là hợp lý. Thời gian đi đâu vào tối hôm xảy ra án mạng chưa đủ cơ sở để kết luận nghi ngoại phạm. Hiện trường có dấu vân tay được xác định không phải là của Hồ Duy Hải. Điều đáng ngạc nhiên là cơ quan điều tra tỉnh Long An lại không lấy dấu vân tay của Nghị. Bà Nguyễn Thị Loan, mẹ Hồ Duy Hải, đã gửi đơn tố giác tội phạm đối với Nguyễn Văn Nghị lên Tòa án Nhân dân tỉnh Long An. Tòa án cũng đã chuyển đơn này cho Công an tỉnh Long An giải quyết, nhưng họ vẫn im lặng. Sau này, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao cũng khẳng định rằng Nguyễn Văn Nghị là kẻ tình nghi, nhưng đã quá trễ, Nghị có dư thời gian để cao chạy xa bay. Việc bỏ lọt tình nghi của cơ quan điều tra tỉnh Long An không chỉ chứng minh sự tắc trách của cơ quan điều tra này, mà còn dấy lên nghi ngờ về nhân thân đủ lớn của Nghị khiến Công an tỉnh Long An không dám đụng đến. Một ý kiến đáng chú ý liên quan đến thủ phạm được chia sẻ trên mạng xã hội có câu nói của luật sư Phạm Công Út. Ông Út tiết lộ, luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng họ có một video clip chứng minh người khác là thủ phạm. Như vậy nếu clip đó có thì nó phải nằm trong một camera an ninh nào đó nhưng đã bị thu giữ. Trong clip đó có thể không phải là Hồ Duy Hải. Tôi cũng từng la toáng lên rằng phải đưa clip đó ra để minh oan cho một mạng người. Tuy nhiên vì luật sư đồng nghiệp của tôi nói rằng không thể đưa ra được vì nếu đưa ra thì cứu một mạng người nhưng sẽ chết rất nhiều người. Nhưng chuyện rời rạc được xếp gần nhau lại càng khiến người ta nghi ngờ nhiều hơn nữa nhân vật Nghị bí ẩn này và những mối quan hệ gia đình trên thượng từng lãnh đạo. Tôi không phải là ông nào đó đội mồ sống lại để ra chỉ thị những việc cần phải làm ngay cho cả hệ thống chính trị. Trong khi cả đất nước đang ngổn ngang, bồn bề trăm việc đại sự, nên yêu cầu trên hiệu lực đến đâu, không dám nghĩ đến. Song tôi vẫn làm với lương tâm một thường dân Việt đối với mạng sống đồng bào của mình, Hồ Duy Hải. Từ ngày Ủy ban Thường vụ Quốc hội, nghe ông Nguyễn Hòa Bình, Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, và ông Trương Hòa Bình, Phó Chủ tịch nước, báo cáo, rồi theo báo Pháp Luật lại đưa tin, với báo cáo của Ủy ban Thường vụ Quốc hội là không có căn cứ bài tội cho Hồ Duy Hải. Người dân biết được tin này, đa phần người dân đọc trên Internet đã cho rằng mạng sống của Hồ Duy Hải thế là đã hết. Cuộc sống của một thanh niên mặt tươi trẻ còn mang đậm vẻ trong trắng, chân chất sẽ chấm dứt. Vậy tội của Hồ Duy Hải là gì mà phải trừ khử anh ta một cách quyết liệt như vậy? Tội gì mà qua án sơ thẩm, án phúc thẩm đã được Viện Kiểm sát các cấp và Tòa án các cấp ra án, nhưng mẹ và cả người thân của Hồ Duy Hải và tất nhiên là bản thân Hồ Duy Hải nào muốn chết đã kêu oan, oan là có thật. Không oan sao Ủy ban Tư pháp Quốc hội phải xem xét, nghe báo cáo của Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao. Chỉ có điều người dân vô cùng thất vọng là Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao vẫn luôn khăng khăng định việc tử hình đối với Hồ Duy Hải về các tội danh là có căn cứ của pháp luật. Căn cứ của pháp luật nào thì ông không chỉ rõ và không tranh tụng công khai, bình đẳng trong các phiên tòa và cả ngay với ông. Tôi không có quyền kết luận Hồ Duy Hải vô tội, nhưng tôi ủng hộ những ý kiến của người dân. Hồ Duy Hải vô tội là điều không thể chối cãi. Cái lý của ông Nguyễn Hòa Bình không đủ để tâm phục khẩu phục cho cả bản dân thiên hạ, chứ không nói gì đến Hồ Duy Hải và những người thân của anh ta. Tôi cũng không dám kết luận Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao đã quan liêu do thường ngồi trong phòng điều hòa nhiệt độ, nhưng chúng tôi tin sao được những kết luận của Tòa án Nhân dân tối cao khi Hồ Duy Hải là kẻ giết người, giết trực tiếp, trong khi dấu vân tay của anh ta không chút lưu lại trên bất kỳ một tang vật nào ở hiện trường. Vết máu lưu lại trên hiện trường cũng không phải là của Hồ Duy Hải. Ông Nguyễn Hòa Bình vẫn còn nhẫn tâm đến mức bắt người dân, người thân của Hồ Duy Hải phải thông cảm với cơ quan điều tra về các sai sót, thông cảm về một vụ án, thông cảm để một mạng sống không còn, thông cảm để binh vực cho lỗi vô trách nhiệm, cầu thả, ít là như vậy hoặc cố tình, chú ý làm sai lịch sự thật, để Hồ Duy Hải bị chết oan ở các cấp dưới thuộc hệ thống chính trị của mình. Cái kinh công lý đã nghiêng về ai, chắc mọi người đã rõ. Chỉ có ông Nguyễn Hòa Bình và một số người không thấy, cứ ép buộc người dân phải đen nói trắng, giả phải nhìn là thật, theo nếp quen, theo truyền thống của hệ thống chính trị, mà làm sao được. Ngay cả khi bà Lê Thị Nga, chủ nhiệm Ủy ban Tư pháp của Quốc hội, đã đưa ra ít nhất 4 căn cứ để kháng nghị giám đốc thẩm cho Hồ Duy Hải. Có lẽ ngoài chức năng, lương tâm nghề nghiệp, bà Nga còn là một người mẹ, nên thấu hiểu nỗi đau của con mình, bị chết oan như thế nào chăng. Chúng tôi ủng hộ các ý kiến của bà Lê Thị Nga, không phải chỉ bằng cái tình của bà ẩn chứa bên trong mà cơ bản là những lập luận. Căn cứ của bà giúp chúng tôi công khai được phần nào sự thật. Đấy là cái lý có căn cứ, hợp lẽ, thuần lỗ tai, hợp với bản chất sự việc mà người ta thường nói là hợp logic. Chính vì vậy, dân chúng cứ thắc mắc,
Một, Hồ Duy Hải sống có nguy cơ gì cho chế độ Cộng sản Việt Nam hiện nay? Nguy cơ cho Quốc hội, nguy hiểm cho Quốc hội không? Mà Ủy ban Tư vấn của Quốc hội khẳng định kết án tử hình Hồ Duy Hải. Hay Hồ Duy Hải sống có thể sẽ làm lộ sự thật của vụ án, sẽ làm nhiều người mất danh mất ghế, tiêu tan sự nghiệp. Hai, tại sao Ủy ban Tư vấn Quốc hội đã quá quan tâm, thò tay vào hơi sớm vụ án này, trong khi theo luật tố tụng hình sự còn một bước tái thẩm, Hồ Duy Hải còn một quyền gần cuối là yêu cầu đòi quyền tái thẩm lại cho mình. Tại sao Tòa án Nhân dân tối cao không để Hồ Duy Hải được hưởng quyền này? Ủy ban Tư vấn Quốc hội có ngăn cản Hồ Duy Hải thực hiện quyền này hay không? Không tái thẩm cho Hồ Duy Hải, chính Tòa án Nhân dân tối cao và cả Ủy ban Tư vấn Quốc hội cũng đã vi phạm tố tụng hình sự. Rõ ràng Tòa án Nhân dân tối cao và cả Ủy ban Tư vấn Quốc hội đã dậm đạp lên luật pháp của nhà nước. 3. Tại sao cứ khăng khăng bắt Hồ Duy Hải chết oan? Hồ Duy Hải chết oan, ông Nguyễn Hòa Bình không nghĩ lại mình, tên mình chẳng hòa thuận, chẳng bình yên chút nào. Các ông đầy sát khí vậy sao? Và cả cái Ủy ban Tư vấn Quốc hội cùng bị bức màn nào che hết cặp mắt tinh tường ư, lại dễ dàng giết người mà là oan đến thế sao? Nhưng Nguyễn Thanh Chính, Đoàn Văn Vươn đã quá nhiều, quá thừa thải không lợi ích gì. Chính vì Hồ Duy Hải còn có quyền đòi tái thẩm theo quy định đúng trình tự luật pháp của nhà nước nên phải tái thẩm cho Hồ Duy Hải. Để mình tóm tắt cho những ai quan tâm đến vụ án Hồ Duy Hải được biết về những điều còn khuất tất trong quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao được rõ. Theo chia sẻ của luật sư Trần Hồng Phong, ngay sau khi Liên đoàn Luật sư Việt Nam gửi văn bản can thiệp để ông được tiếp tục tham gia phiên tòa giám đốc thẩm, thì ông chánh án Tòa án Nhân dân tối cao Nguyễn Hòa Bình đã mời luật sư Nguyễn Hồng Phong tham gia phiên xét xử ngày 8 tháng 5 và yêu cầu luật sư trình bày những tình tiết mới của vụ án. Luật sư Phong nêu lên hai điểm mới về đơn của bà Nguyễn Thị Rươi, dì của Hồ Duy Hải, khẳng định rõ ràng. Cụ thể về việc xuyên suốt từ phiên tòa sơ thẩm đến phúc thẩm, Hồ Duy Hải đều kêu oan chứ không xin giảm án. Dù khi đến kết thúc phiên tòa sơ thẩm thì luật sư Võ Thành Quyết do tòa chỉ định không ngừng thuyết phục gia đình Hải xin giảm án. Nhưng ý chí của Hải và gia đình tại phiên tòa phúc thẩm và đến nay, giám đốc thẩm vẫn kêu oan chứ không xin giảm án. Đại diện của Viện Kiểm sát, Tòa án Nhân dân tối cao đồng ý tại phiên tòa giám đốc thẩm rằng đây là tình tiết mới nên cần được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét. Hai, bà Rươi gửi đơn đề nghị làm rõ tình tiết chiếc xe Hồ Duy Hải chạy đến bưu điện Cầu Voi để gây án. Theo bà, mỗi ngày khoảng 18 giờ bà đều chạy xe đó về nhà mình. Nhưng do không xác định rõ ngày xảy ra vụ án bà có để xe lại hay không nên khả năng Hải chạy xe đó đi gây ra án mạng là không thể xác định cụ thể được. Theo lời khai trong hồ sơ vụ án, chồng của bà Rươi bảo tối hôm đó nhà có đám nên ông ngủ say và không biết sự việc này, còn bà Rươi cũng không thể xác định chắc chắn Hải có chạy xe đó đi gây án hay không. Nếu cơ quan công an cảnh sát điều tra trả lại xe thì bà nhận. Đại diện Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án tối cao đồng ý tại phiên tòa giám đốc thẩm rằng đây là tình tiết mới nên cần được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xem xét. Tiếp theo đó, đến phần trình bày quan điểm kháng nghị của đại diện Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân tối cao, cơ quan giữ quyền công tố mạnh mẽ, chỉ ra những sai phạm nghiêm trọng trong quá trình tiến hành tố tụng từ điều tra đến xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm bao gồm 1. Lời khai của Hồ Duy Hải mâu thuẫn với nhau với kết quả khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi nhưng chưa được làm rõ tại tòa, cụ thể như sau. A. Mâu thuẫn về hành vi tấn công nạn nhân. B. Mâu thuẫn về thời gian sau khi gây án. C. Mâu thuẫn về việc tiêu thụ tài sản. D. Mâu thuẫn về hành vi hiếp dâm nạn nhân Hồng. E. Có sự mâu thuẫn rất lớn giữa lời khai nhận tội của bị cáo với kết quả khám nghiệm hiện trường. F. Lời khai của bị cáo không phù hợp với thực tế khách quan với hiện trường của vụ án. G. Mặc dù cơ quan điều tra đã tiến hành kiểm tra thời gian quãng đường từ nơi ở của Hồ Duy Hải đến hiện trường của vụ án là bưu điện Cầu Voi nhưng vẫn chưa giải quyết được triệt để mâu thuẫn về việc tiêu thụ thời gian vào các hoạt động của bị cáo và thời điểm bị cáo xuất hiện tại bưu điện Cầu Voi. H. Mâu thuẫn với các tình tiết khách quan khác của vụ án. Theo nội dung bản án, sau khi cắt cổ nạn nhân thì máu của các nạn nhân bắn rất nhiều vào người của bị cáo và sau khi gây án thì bị cáo trèo cổng sau để đi ra cổng trước. Tuy nhiên, theo biên bản khám nghiệm hiện trường thì không có bất cứ dấu vết máu nào để lại. Kết luận điều tra, cáo trạng, bản án mô tả về hành vi của bị cáo đơn giản, ít hành động, nhưng biên bản khám nghiệm hiện trường, bản ảnh hiện trường cho thấy có rất nhiều đồ vật bị rơi đổ, xáo trộn, nạn nhân bị tấn công rất nhiều thương tích và chống đỡ rất quyết liệt. Bị cáo lần đầu vào phía bên trong bưu điện Cầu Voi với thời gian rất ngắn,
nhưng lại khai rất chi tiết về những đồ vật có trong phòng. Động cơ phạm tội của bị cáo chưa được xác định rõ ràng nên cần phải chứng minh. Y, hai nhân chứng Hồ Văn Bình và Đinh Vũ Thường không khẳng định nhìn thấy Hồ Duy Hải có mặt tại hiện trường vào thời điểm gây ra án. Còn lại mấy ba mấy má hội đồng thẩm phán, tòa án nhân dân tối cao, lời khai của Hồ Duy Hải phù hợp với lời khai của nhân chứng là ở đây sao? Không điều tra làm rõ được địa điểm, người tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có của bị cáo. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay tại hiện trường không có của bị cáo. Gì điều tra làm rõ được địa điểm người tiêu thụ tài sản do phạm tội mà có của bị cáo. K. Kết quả giám định cho thấy dấu vân tay tại hiện trường không phải của bị cáo Hồ Duy Hải. L. Cơ chế hình thành các vết thương trên người các nạn nhân chưa được làm rõ trong quá trình điều tra, truy tố, xét xử. M. Mẫu tàn tro thu giữ không có giá trị chứng minh trong vụ án. N. Về công cụ phạm tội, nội dung hai bản án xác định chiếc ghế thu giữ là công cụ phạm tội, nhưng thực tế chiếc ghế đó không liên quan đến vụ án. Hai đồ vật là con dao và cái thớt do anh Thu và chị Hiếu cung cấp, không có giá trị chứng minh về công cụ gây ra án của người phạm tội. Dựa vào lời khai của một số người thu dọn hiện trường, phát hiện một con dao rất sạch được đút sau tấm bảng treo đối diện cầu thang nhà bếp vào hồi 15 giờ ngày 14 tháng 1 năm 2008. Sau đó đã đem đốt cùng với những đồ vật khác của bưu điện và không tìm lại được, kể cả phần lưỡi dao bằng kim loại. Bản vẽ nhận dạng con dao do cơ quan điều tra vẽ chứ không phải do những người phát hiện nêu trên vẽ ra. Quá trình điều tra án thì bị cáo không vẽ con dao do anh Thu mua về và việc nhận dạng con dao là do điều tra viên vẽ trước rồi đưa cho Hải nhận dạng. Lời khai của Hải về kích cỡ con dao cũng không thống nhất. Lời khai ban đầu của Hải không đề cập đến cái thớt, không đề cập đến dùng cái thớt để gây án, nhưng nhận lần sau lại khai dùng thớt đập vào đầu chị Hồng, nhưng mô tả thớt không thống nhất. Cơ quan điều tra thu giữ một chiếc thớt mới do chị Hiếu mua về và vẽ cho Hải nhận dạng, còn chiếc xuất hiện trong bản ảnh hiện trường là vật chứng nhưng không được thu giữ để truy nguyên mà đã tiêu hủy ngay sau khi khám nghiệm hiện trường. 2. Cơ quan tố tụng có nhiều vi phạm nghiêm trọng thủ tục tố tụng như sau: bỏ sót những chứng cứ của vụ án, không trưng cầu giám định vết máu, không đưa một số lời khai của Hồ Duy Hải và một số người làm chứng vào hồ sơ vụ án để dẫn đến sai lầm trong việc giải quyết vụ án, cụ thể như sau: điểm A, khám nghiệm hiện trường nhưng không thu giữ vật chứng của vụ án, cái thớt, chiếc ghế là vật chứng quan trọng và là vật mang vết máu của kẻ phạm tội, khám nghiệm hiện trường đã ghi nhận nhưng không thu giữ chiếc ghế để truy nguyên là thiếu sót, vi phạm nghiêm trọng luật tố tụng hình sự. Điểm B, khi khám nghiệm tử thi không giám định để xác định thời gian chết của nạn nhân, không giám định ngay vết máu thu được tại hiện trường mà để 4 tháng sau mới gửi đi xét nghiệm, để dẫn đến kết quả là mẫu dấu vết thu được là máu người nhưng không xác định được nhóm máu do đã bị phân hủy. Điểm C, khám nghiệm hiện trường và khám nghiệm tử thi do cùng một điều tra viên thực hiện, một số biên bản nhận dạng không có người kiểm chứng, một số biên bản hỏi cung, biên bản lời khai có sửa chữa nhưng không có chữ ký xác nhận của người khai. Điểm E, lời khai đầu tiên của bị cáo vào ngày 20 tháng 3 năm 2008, nhưng bản khai này và một số lời khai nhân chứng không được đưa vào hồ sơ vụ án, nhưng tài liệu này có trong hồ sơ lưu trữ của cơ quan điều tra. Điểm F, lấy lời khai của nạn nhân đầu tiên, ngoài các dấu vân tay bị phát hiện có tại hiện trường, thì còn có một số đối tượng tình nghi là Nguyễn Văn Nghị và Nguyễn Mỹ Son chưa được làm rõ. Những mâu thuẫn trong lời khai, những chứng cứ, dấu vết có tại hiện trường chưa được làm rõ cùng với những thiếu sót, vi phạm nêu trên của cơ quan tiến hành tố tụng đã trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của chứng cứ theo quy định của pháp luật, ảnh hưởng nghiêm trọng đến những căn cứ kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Những vấn đề nêu trên cần được khắc phục để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm. Vì lẽ trên, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao quyết định kháng nghị hai bản án sơ thẩm số 97/2008/HSST ngày 28 tháng 11 năm 2018 của Tòa án Nhân dân tỉnh Long An và phúc thẩm số 281/2009/HSPT 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đã xét xử Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản để điều tra theo đúng quy định của pháp luật. Tạm đình chỉ thi hành án phúc thẩm số 281/2009/HSPT ngày 28 tháng 4 năm 2009, ngày 28 tháng 4 năm 2009 của Tòa phúc thẩm Tòa án Nhân dân tối cao tại thành phố Hồ Chí Minh đối với Hồ Duy Hải. Q.
Quyết định này thay thế quyết định không kháng nghị số 131 Viện Kiểm sát Nhân dân V3 ngày 24 tháng 1 năm 2011 của Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án Tối cao. Sau khi nghe đại diện Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao trình bày yêu cầu kháng nghị, Chủ tọa phiên tòa Giám đốc thẩm Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã gọi một số thẩm phán để hỏi về quan điểm của họ đối với kháng nghị của Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao. Tất cả các thẩm phán đều nhận xét như nhau về việc có sai sót trong quá trình tố tụng của các cơ quan tiến hành tố tụng nhưng không làm thay đổi bản chất của vụ án. Kế tiếp thì ông chủ tọa phiên giám đốc thẩm Nguyễn Hòa Bình cùng đồng thời là người đã ký hai quyết định không kháng nghị số 131.132 quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án Tối cao V3 ngày 24 tháng 11 năm 2011 lấy ý kiến biểu quyết tập thể của 17 thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao về 4 vấn đề. Thứ nhất, vụ án đã có những sai sót về tố tụng như đã nêu trên. Những sai sót đó làm thay đổi bản chất vụ án hay không? Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết quá trình điều tra, vụ án có những sai sót về tố tụng nhưng không thay đổi bản chất của vụ án. Bản án phúc thẩm và bản án sơ thẩm kết án Hồ Duy Hải có đúng người đúng tội hay không? Đúng mức án hay không? Kết quả 17 trên 17 thành viên biểu quyết các bản án xét xử Hồ Duy Hải là đúng người đúng tội, đúng mức án. Thứ ba, quyết định số 391 Chủ tịch nước ngày 17 tháng 5 năm 2012 của Chủ tịch nước bác đơn xin ân giảm án tử hình của Hồ Duy Hải đang có hiệu lực. Như vậy, quyết định kháng nghị của Viện Kiểm sát có đúng pháp luật hay không? Kết quả 17 thành viên biểu quyết không đúng pháp luật. Cuối cùng, Hội đồng Thẩm phán có chấp nhận kháng nghị hủy hai bản án phúc thẩm và sơ thẩm, trả hồ sơ điều tra bổ sung hay không, chấp nhận kháng nghị hay không chấp nhận kháng nghị. Kết quả 17 thành viên biểu quyết không chấp nhận kháng nghị. Luật sư Trần Hồng Phong và mẹ Hồ Duy Hải khẳng định sẽ tiếp tục kêu oan cho Hải, không từ bỏ hành trình gian nan này cho đến khi trả lại sự trong sạch cho Hồ Duy Hải. Cơ hội cuối cùng của Hải là căn cứ quy định tại Điều 404 Bộ Luật Tố Tụng Hình Sự. Khi có căn cứ xác định quyết định của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao có vi phạm pháp luật nghiêm trọng hoặc phát hiện tình tiết quan trọng mới có thể làm thay đổi cơ bản nội dung quyết định mà Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao không biết được khi ra quyết định đó thì Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp Quốc hội, Viện trưởng Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án Tối cao, Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao đề nghị thì Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao phải mở lại phiên tòa họp để xem xét lại quyết định đó. Do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã đưa ra phán quyết kháng nghị, Giám đốc thẩm và chính ông Chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Nguyễn Hòa Bình đã tuyên bố quyết định trên, nên giờ đây cơ hội yêu cầu xem xét lại quyết định của Hội đồng Thẩm phán chỉ còn lại Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Ủy ban Tư pháp của Quốc hội và Viện trưởng Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao. Không rõ cơ quan nào sẽ cứu nền tư pháp rẻ rách của Việt Nam và minh oan cho Hồ Duy Hải đây. Sau đây là nhận định của cá nhân tôi. Tại phiên tòa giám đốc thẩm, chúng ta thấy được sự đảo lộn vai trò giữa cơ quan chủ quyền tố tụng là Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao với cơ quan xét xử là Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao. Cuối cùng, sau hơn 12 năm ròng rã ép Hồ Duy Hải vào bản án tử hình thì Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án Tối cao đã thực hiện đúng vai trò của Viện Kiểm sát là kiểm soát được việc tuân theo pháp luật trong tố tụng hình sự khi quyết định kháng nghị hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm, đề nghị hủy hai bản án sơ thẩm và phúc thẩm để xét xử Hồ Duy Hải về tội giết người và cướp tài sản để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Tôi không rõ ngần ấy điểm kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án Tối cao đưa ra trong quyết định kháng nghị giám đốc thẩm thì các bạn cảm thấy sao? Chứ riêng tôi là sốc, quá sốc. Phải có biết bao quyết tâm và đấu tranh trong nội bộ ngành kiểm sát để họ nhìn thẳng vào những sai trái mà cán bộ ngành của mình đã thực hiện trong quá trình xét xử sơ thẩm và phúc thẩm. Phải hiểu sai phạm của các cơ quan điều tra ở giai đoạn điều tra đã được Viện Kiểm sát hai cấp sơ thẩm và phúc thẩm đồng tình bao che mới dẫn đến bản án tử hình dành cho Hồ Duy Hải và việc Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án Tối cao từ chối kháng nghị quyết định không kháng nghị số 131.132 quyết định Viện Kiểm sát Nhân dân Tòa án Tối cao V3 ngày 24 tháng 1 năm 2011. Tôi không rõ lý do thực sự của hành động kháng nghị của Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao vì bất kỳ lý do gì. Thì người nói điểm kháng nghị đưa ra kết luận của Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao rằng những mâu thuẫn trong lời khai, những chứng cứ, dấu vết còn lại tại hiện trường chưa được làm rõ cùng với những thiếu sót. Vi phạm nêu trên của cơ quan điều tra tố tụng đã trực tiếp ảnh hưởng đến giá trị chứng minh của chứng cứ theo quy định của pháp luật
ảnh hưởng nghiêm trọng đến những căn cứ kết luận hành vi phạm tội của bị cáo. Cần khẳng định những điều nêu trên để đảm bảo việc giải quyết vụ án khách quan, không làm oan người vô tội và không bỏ lọt tội phạm, lẽ ra phải được Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao nghiêm túc xem xét lại một cách toàn diện và cẩn trọng vụ án này. Lưu ý thêm với các bạn, trong thành phần xét xử, giám đốc thẩm chỉ toàn những thẩm phán có học vị tiến sĩ, hay có thể nói nôm na, đó đều là những người có kiến thức pháp luật nói chung và nắm vững trình tự tố tụng nói riêng, có thâm niên nghề và nhiều năm kinh qua hoạt động xét xử, chứ không phải là những tay ngang chỉ biết sơ sơ về pháp luật. Vậy họ đã làm gì? Tòa án lẽ ra theo quy định tại Điều 25 Bộ Luật Tố Tụng Luật Hình sự 2015, Bộ Luật Tố Tụng Hình sự 2015 phải xét xử kịp thời, công bằng, công khai để tìm ra sự thật của vụ án, trừng trị nghiêm minh kẻ phạm tội, thì ngỡ ngàng thay lại sơ sài, cẩu thả, tùy tiện, vội vàng và có những dấu hiệu thiếu công bằng, khách quan, vẫn mang tâm thế là ép chết Hồ Duy Hải. Với người ấy nghi vấn và những chứng cứ có tại hồ sơ thì chắc chắn không thể thuyết phục bất cứ ai có lương tri tin rằng Hồ Duy Hải là hung thủ, và dĩ nhiên là không đủ cơ sở xác định Hồ Duy Hải phạm tội giết người và cướp tài sản. Với sự vi phạm nghiêm trọng pháp luật của cơ quan tiến hành tố tụng, trong quá trình tố tụng thì lẽ ra Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao phải áp dụng nguyên tắc suy đoán vô tội tại Điều 13 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự năm 2015 để chấp nhận kháng nghị của Viện Kiểm sát Tòa án Nhân dân Tối cao và hủy hai bản án sơ thẩm, phúc thẩm để xét xử Hồ Duy Hải về tội giết người, cướp tài sản để điều tra lại theo đúng quy định của pháp luật. Nhưng vì chủ tọa chánh án Tòa án Nhân dân Tối cao Khả Kính, Nguyễn Hòa Bình cùng với những người dưới quyền là 17 vị thẩm phán, trình độ tiến sĩ lại rất nhẹ nhàng và đầy máu lạnh kết luận quá trình điều tra vụ án có những sai sót về tố tụng, không thay đổi bản chất vụ án nên y án phúc thẩm. Tôi tin ông Bình phải quyết định như thế nào để đảm bảo danh dự, uy tín của ông khi tại thời điểm ngồi ở cương vị người đứng đầu ngành kiểm sát ở Việt Nam. Ông đã làm đúng chứ không tắc trách, cầu thả và bao che cho các cơ quan tiến hành tố tụng ở thời điểm xét xử, sơ thẩm và phúc thẩm vụ án này khi đã quyết định không kháng nghị theo trình tự giám đốc thẩm vụ án Hồ Duy Hải. Và quá rõ ràng, việc xem xét lại theo thủ tục giám đốc thẩm của vụ án Hồ Duy Hải đã được thực hiện theo nguyên tắc ngành tòa án hay áp dụng là án tại hồ sơ, chứ không phải những nguyên tắc xét xử được nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam quy định tại chương 2, những nguyên tắc cơ bản từ Điều 7 đến Điều 33 Bộ Luật Tố Tụng Hình sự. Đó là sự sỉ nhục của nền tư pháp, dẫm đạp lên nguyên tắc thượng tôn pháp luật khi coi rẻ tính mạng của một công dân đất nước này. Một thân phận thấp cổ bé họng, không bằng cái sâu con kiến, nên đành tùy nghi bị người dẫm nát. Người dân thất vọng trước một nền tư pháp thối nát, dơ bẩn. Các vị thành viên của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao bảo người dân chúng tôi biết tin sao vào sự nghiêm minh của pháp luật khi tính mạng của người dân hoàn toàn rẻ túng trong lòng bàn tay của các vị cơ quan tiến hành tố tụng và sự độc ác, dã man vô cùng của các quý ngài cán bộ, công chức của cơ quan tiến hành tố tụng. Người dân, các bạn còn thờ ơ đến bao giờ, mở to mắt ra mà nhìn thẳng vào hiện thực của đất nước. Nếu các bạn không lên tiếng để sự việc này trở thành một tiền lệ, các cơ quan tiến hành tố tụng tùy ý bóp méo phần mạng của các bạn, thì những ngày sau này sẽ vang lên nhiều tiếng khóc, oán than về phần đời và phần người bèo bọt. Khi đã cho người khác cơ hội làm nhục và đối xử tàn tệ, thậm chí là bức tử các bạn, thật cạn lời rồi. Các đại biểu Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng, Lê Thanh Vân đã gửi kiến nghị cho rằng cần làm rõ những vấn đề dư luận đặt ra sau khi Hội đồng Thẩm phán ra phán quyết vụ Hồ Duy Hải. Đại biểu Quốc hội, Phó trưởng Ban Dân nguyện Lưu Bình Nhưỡng đã gửi kiến nghị tới Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân. Theo đại biểu Nhưỡng, dư luận cho rằng phán quyết của Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã vi phạm nguyên tắc suy đoán vô tội và đã dựa trên tư duy quan niệm mang tính buộc tội. Vấn đề cấm kỵ trong lĩnh vực hình sự, mặc dù công nhận nhiều thiếu sót mang tính mấu chốt trong quá trình điều tra, nhưng lại cho rằng sai sót đó không ảnh hưởng đến bản chất vụ án. Ông Nhượng nêu quan điểm, Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao đã không xem xét công tâm, khách quan, khoa học, đúng đắn đối với các hành vi tố tụng của cơ quan điều tra. Cũng có thể nói nhiều vấn đề khuất tất bị che lấp đã được dư luận nêu bức xúc trong suốt thời gian qua và một thời gian như thời gian thực hiện hành vi phạm tội, thời điểm nạn nhân chết, các vi phạm trong việc thu giữ dấu vân tay, mẫu máu, vật chứng, đặc biệt là loại trừ các nghi can khác trong vụ án. Đại biểu Lưu Bình Nhưỡng cho rằng không có quy định nào cho phép Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân Tối cao
phán quyết về việc kháng nghị của Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao đúng hay không đúng pháp luật. Từ các phân tích lập luận đó, ông Nhượng kiến nghị Tổng Bí thư Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng chỉ đạo các cơ quan hữu quan báo cáo rõ về vụ án này. Ông Nhượng cũng kiến nghị Chủ tịch Hội đồng Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân yêu cầu Chánh án Tòa án Nhân dân tối cao, Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao có báo cáo riêng vụ Hồ Duy Hải tại kỳ họp thứ 9 của Quốc hội khai mạc ngày 20 tháng 5 tới đây. Vị đại biểu này cũng đề nghị tổ chức thực hiện giám sát tối cao của Quốc hội hoặc giám sát của Ủy ban Thường vụ Quốc hội đối với các vụ án do Hội đồng Thẩm phán Tòa án Nhân dân tối cao xét xử giám đốc thẩm, tái thẩm gây bức xúc dư luận, trong đó có vụ án Hồ Duy Hải.